Nhìn nó hề thật luôn đấy anh em. Và cái nước đi đầu tiên của tôi là tôi Terra hệ đất. Là hợp lý chưa? Nếu mà không Terra hệ đất mình ăn Claw Combat là mình chết nhá các bạn nhé. Ăn Claw Combat là chết. Và tại sao lúc đầu nó lại sử dụng chip bò xô cho con mèo? Tại vì nó nghĩ rằng là mình sẽ Terra hệ cỏ. À quên, Terra hệ bay ấy. Terra hệ bay mà team nó thì một con hệ giác đấu với một con hệ cỏ. Mình Terra hệ bay thì mình sẽ có rất là nhiều lợi thế. Nhưng mà ai ngờ tôi đổi mèo ra tôi intimidate chứ không phải là Terra. Ê! Rank 10! Ở đây méo có chuyện bạn bè gì hết. Những người không cùng một dòng máu không là cái gì cả. Sao mày không nghe lời tao? Mày có Covid cờ nai, mày có mèo lon, mày có Among Us và tao thế thôi. Những thằng khác sẵn sàng đâm sau lưng mày. Tiếp này mày mang con gì ra? Among Us tác dụng gì không? Không có tác dụng gì không ta? Không rất dễ bị xiên lắm. Thôi cứ mang như thế này. Team nó công nhận là một cái team ghê ấy anh em ạ. Đánh bại được thằng này thì có clip. Không đánh bại được thì ôm hận. X, giáo sư X. Thanh niên mẹ top 10. Thanh niên top 10. Con này bị intimidate không? Không intimidate. Nó cờ lầu combat ông ta. Đổi mon. Ủ ma đánh cái này ai chơi. Đánh như này ai chơi lại. Đồng này. Và chim can đảm này. Không có đam. Mình mà bớt cấp là mình sẽ có đam. Nhưng mà tại vì mình chưa bớt cấp anh em rồi. Bên này tôi đổi mon. Và tôi theo win. Con mèo ở lại dễ ăn mê tôi bim đó anh em ơi. Ăn mê tôi bim rồi thôi cút. Đổi mon ấy. Thì là người ta nó cũng khá là trâu. Mặc dù là da nhiễm độc một tí. Ba gần đát này. Đau đấy. Đây power gem đây. Theo win. Đốt độc đầu quá các bạn ơi. Bớt cắp nha. Spy siêu nè. Tuyệt vời. Ra gần đáp. 5 HP. Tuyệt vời. Hay lắm. Chút lớp thanh y khoác lên thân ngọc trước chiến bào.
đang đông gió rông ngột ngàn, đoạn trường vang thấu tận trời cao. Quá tuyệt vời. Mình lời được một pha bớt cóc anh em ơi. Bây giờ con Covid-19 này đang có theo win. Và có cái gì anh em biết không ạ? Có một bậc attack, nên là Braybird sẽ rất là đau nha. Cho Doriuzu ra đi, để nó có hệ thép. Chim này. Ai thì mình hát đô. Và Braybird đó. Tôi biết là một trong hai con của nó sẽ Terra, nhưng mà không biết là con nào. Không Terra mà đổi mon với ai ra? UV Valor là con nào? À con này. Con này Terra, không biết Terra hệ gì. Terra hệ God. Một Braybird đủ đam không ta? Đủ đi. Iron Head không có đam này, vì đây là một đòn very effective. Chim can đảm. Tuyệt vời. Win. Này thì cú đại hiệp với chúng tôi này. Cú làm gì rồi đánh bại với lại chuột. À nhầm, quạ của Uchiha Itachi. Win rồi. Không nói nhiều. Anh em ra cho tôi xem chính xác thằng này rank bao nhiêu. Rank bao nhiêu ạ? Game này không win đời không nể anh em ơi. Đánh khùng đánh điên thì cũng win thôi. Win. Trên bất bại Kirito Tempest đã đánh bại được một thanh niên top 10 thế giới. Quá khủng khiếp. Vô địch thực sự là một cảm giác tịch mịch anh em ạ. Các bạn sẽ không thể hiểu được cái tâm trạng của tôi đâu. Một kẻ vô địch chỉ câu được một lần được bại. Tôi tưởng rằng là tôi sẽ gặp một đối thủ xứng tầm, có thể ngắt được cái chuỗi bất bại của tôi. Nhưng không. Mặc dù trainer này đã là trainer top 10 thế giới rồi, nhưng mà vẫn bị tôi đè xuống đất với ma sát cho. Quá là tuyệt vời luôn. Ok. Chiến thắng trainer top 10 thế giới. Quá là tuyệt vời luôn. Và nghĩa này nghỉ đi các bạn ạ. Chúng ta vừa đánh bại một thằng trên N top 10 thế giới rồi. Bây giờ ốt thích bánh. Tôi vừa bê mà.